Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em xin gửi đến bà con cô bác anh chị hình ảnh của một cái bộ mẹ con. Mẹ là con bò Angus nha anh chị. Còn con là con đực 3B được gần 2 tháng. Ở đây thì tình trạng anh chị có thể thấy về ngoại hình thì không áp xe. Đây anh chị. Chân móng đi đứng hoàn thiện anh chị nha. Chân móng đi đứng hoàn thiện. Bộ mẹ con này thì nói chung là cái giá thì chút xíu nữa em sẽ cập nhật cho anh chị ngay và liền. Bò thì không ốm nha anh chị. Bò thì không ốm. Bò này rất là mát sữa, đang bê con nè. Anh chị thấy không? Rất là lực luôn. Bê con được 3B rất lực nha, gần 2 tháng bò. Rồi thì và kế bên thì mình sẽ có một con bò cái lứa. Một con bò cái lứa chân lên kiền khú nha anh chị. Con cái này là con cái Polaxin. Ở đây thì anh chị có thể thấy từ rúng yếm chân móng đi đứng đều hoàn thiện nha anh chị nha. Cấp mình thì đầy đạm. Ở đây thì con này tầm khoảng tầm 10 tháng bò, lông nhuyễn da mỏng. Lông nhuyễn da mỏng sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh anh chị. Ở đây thì con bò này thì em xin báo giá trực tiếp công khai cho bà con cô bác cũng như là quý anh chị em đang xem video của em. Con bò cái lứa này đang báo giá trực tiếp cho anh chị giá 12 triệu. 12 triệu anh chị. Chiều cao tại sao khu khoảng tầm 1m2, 1m2 có hơn. Chân móng đi đứng hoàn thiện đảm bảo nghiêm chỉnh khi mà giao đến được quyền kiểm tra trước khi thanh toán. Bà con cô bác anh chị em ở gần xa ai có nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em. Và kế bên thì ở đây bộ mẹ con này đảm bảo chân móng đi đứng giao đến được quyền kiểm tra trước khi thanh toán luôn. Thì bộ mẹ con đực 3B này em xin báo giá trực tiếp công khai cho bà con cô bác cũng như là quý anh chị em. Mẹ này chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m29 bò. Bộ mẹ con này thì đang chốt giá cho anh chị với giá là 20 triệu 500. 20 triệu 500 nha anh chị nha. Anh chị cô chú nào đang có nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Con đực 3B nha anh chị. Đực 3B rất là lực. Ở đây thì đực 3B này gần 2 tháng giò cắn nè. Anh chị nhìn vậy tưởng đâu nó bị bú, bị xuống ruột đúng không? Nhưng mà không, thật sự không phải anh chị nha. Không xuống ruột. Ở đây thì bà con cô bác anh chị nào thích muốn mua thì có thể liên hệ với em. Chốt giá lại bộ mẹ con này. Bộ mẹ con này thì đang có giá bán là 20 triệu 500. Mẹ anh ghét đực, con đực đực 3B nha. Lại lộn đực 3B giùm anh cái. Còn cái tơ này thì 12 triệu. Cái xin. Cái Polaxin. Cái này thì sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh, chân móng đi đứng hoàn toàn. Đảm bảo nghiêm chỉnh khi anh chị mua được quyền kiểm tra trước khi thanh toán luôn nha. Chốt giá cho anh chị 12 triệu. Bà con cô bác anh chị em nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ với em. Rúng yếm đầy đủ bài bản nha. Đực 3B nè. Đực 3B gần 2 tháng. Đực 3B thì nói chung thì anh chị có thể thấy rất là mát sữa anh chị nha. Đó, chân móng là kịch cộm. Bộ mẹ con này đang chốt giá cho anh chị giá là 20 triệu 500. Ở đây thì em đang có mặt tại huyện Ba Tri của tỉnh Bến Tre. Anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu mua thì có thể liên hệ với em ha. Đây, chốt giá bộ mẹ con là 20 triệu 500. 20 triệu 500 nha anh chị. Mẹ siêu, mẹ anh gết, con đực đực 3B. Giò cẳng, chân móng nói chung là rất là ok. Đây. Đây bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ với em. Cái này chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m2. Giá bán của con bò này có giá là 12 triệu. 12 triệu nha anh chị nha. Rồi thì bây giờ em cũng xin kết thúc cái video đây và rất là mong sớm nhận được cuộc gọi từ bà con cô bác anh chị. Nếu như ai có nhu cầu mua thì có thể liên hệ qua số điện thoại của em để trên màn hình nha. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại bà con cô bác anh chị ở video kế tiếp.